mà nó không nằm trong quy định thì chúng ta cứ làm thôi. Bản thân em thì em nghĩ như này, còn xấu thì còn đẹp nhá. Ai mà tức bị quyền làm đẹp của em chăng chớt. Sau 30 mà không cho làm đẹp nữa thì chắc chớt quá. Tại vì sao mọi người ơi, mình phải đẹp là bởi vì sao ạ? Thứ nhất là tôn trọng những người xung quanh. Tôi nghĩ vậy, khi mà chúng ta đến cơ quan làm việc thì chúng ta phải ăn mặc gọn gàng này. Chúng ta phải, tức là lúc nào trông cũng phải là gọn gàng, sạch sẽ, xinh đẹp. Thì là một cái cách chúng ta tôn trọng người xung quanh, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng khách hàng. Về nhà nếu chúng ta đẹp, chúng ta đang tôn trọng chồng, tôn trọng bạn bè của chồng, tôn trọng con, tôn trọng bạn bè của con. Chúng ta tới đón con ở trường, chúng ta đẹp, chúng ta tôn trọng phụ huynh, tôn trọng không gian. Có nghĩa là người ta làm mọi thứ rất là đẹp, rất là trang hoàng. Và chúng ta cũng vậy, nhưng tại sao chúng ta lại tước đi cái quyền làm đẹp của mình? Bản thân Giang nghĩ rằng là tất nhiên làm đẹp đầu tiên nó nghĩ là cho bản thân mình, nhưng sau đấy là cũng là một cách chúng ta đang tôn trọng tất cả các mối quan hệ bên ngoài. Thì Giang nghĩ rằng là làm đẹp thì nó có nhiều cách, không phải là cứ là phẫu thuật thẩm mỹ hay là cái gì cả. Nhưng Giang muốn nói rằng là mình phải luôn luôn ý thức là mình cần phải đẹp. Đấy, thì Giang nghĩ rằng là cho nên là khi cái việc có gia đình hay không có gia đình ý, nó không có liên quan gì đến việc là người phụ nữ không được làm đẹp nữa. Không phải là có gia đình rồi làm đẹp thì tức là đang đua đòi, hay là có chồng có con rồi mà làm đẹp cho ai xem, không phải. Làm đẹp cho rất nhiều người xem, nhưng những người xem đấy không phải là đi xấu, không phải là đi ngoại tình, không phải là cho trai gái gì xem, mà làm đẹp ở đây là cho rất nhiều người mà xung quanh chúng ta xem.